Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay đội Cora của chúng ta vừa nhận được thêm một nhiệm vụ mới nữa nha. Ôi cái gì vậy? Mình nghe tiếng xe cảnh sát. Ui da, trời ơi. What the hell? Mình không có nhìn thấy luôn các bạn. Mình không nhìn thấy xe cảnh sát luôn á. Mình không biết là cảnh sát đang đuổi theo con SUV màu xanh đó. Trời ơi, dám đụng mình hả? Gan lắm nha, gan lắm nha. Mình còn chưa định hình được gì nữa các bạn. Ở phía sau tông mình một phát một. Mình với lại Cora vàng ngã sấp mặt luôn các bạn ơi. Này thì con xe kia, đứng lại nhanh lên đi, đứng lại nhanh lên đi. Xe này chắc mình nghĩ là xe ăn cướp rồi các bạn ơi. Đứng lại, ui đi bốn người luôn hả, đứng lại. Ơ, mình có quả cầu tiết này các bạn. Ngày hôm trước mình chơi nhân vật Văn Ly đâu có đâu các bạn ơi. Ngày hôm nay chơi Cora đỏ có nè. Đứng lại đó nhanh lên. Đứng lại đó nhanh lên, dám đụng mình rồi bỏ chạy hả. Đúng rồi mấy cảnh sát ơi. Bắt họ lại đi, bắt họ lại đi. Họ dám đụng em rồi họ bỏ chạy đó mấy anh trai. Đứng lại, đứng lại. Trời các bạn ơi. Kiểu này là mình phải lấy súng đó mình bắn vào lốp thôi các bạn. Chạy nè, chạy nè. Ui, mấy anh cảnh sát ơi. Em giúp mấy anh mà. Mấy anh bắt nhầm người rồi. Em chỉ muốn giúp mấy anh thôi. Ơi, mấy anh làm như vậy là mới mốt em không giúp mấy anh nữa đâu nha. Mình chỉ muốn giúp cảnh sát thôi các bạn ơi. Mà cảnh sát đuổi theo mình kìa. Mình lên 2 sao luôn rồi. Này thì chạy nè, chạy nè, chạy nè, chạy nè. Mấy anh trai ơi, đứng lại. Mấy anh trai bắn cảnh sát đi mấy anh trai. Bây giờ làm theo phe mấy anh trai rồi đó. Mấy anh trai đứng lại, đứng lại, đứng lại đi, đứng lại đi mấy anh trai. Đúng rồi mấy anh trai. Bắn cảnh sát cho em đi, bắn cảnh sát cho em đi. Ôi các bạn ơi, bây giờ là bắn nhau tùm lum tùm la luôn kìa. Không phân biệt được đâu là địch và không phân biệt được đâu là thù các bạn. Ồ lộn. Địch với thù giống nhau mà. Không phân biệt đâu là đồng đội và không phân biệt đâu là thù các bạn ơi. Ôi cảnh sát quá chừng luôn. Nào mấy anh trai, hạ cảnh sát đi, hạ cảnh sát đi. Em ghét mình cảnh sát rồi đó nha. Em chỉ muốn giúp mấy anh thôi. Em bắn vào lốp mấy anh trai ăn cướp. Vậy mà mấy anh không tin tưởng em. Mấy anh còn bắn em nữa chứ. Thôi mình tắt sau nha các bạn. Hồi nãy mình nói tới đâu mình quên rồi ta. Tự nhiên cảnh sát đuổi theo con xe đó mình quảng hồn cái mình dừng lại. Con xe đó đụng mình cái một cái mình quên mất tiêu luôn các bạn. Mất trí nhớ luôn rồi. Giờ hết nhớ vô luôn rồi các bạn. Rồi mình đùa với các bạn thôi. Thì đội Cora ngày hôm nay của chúng ta vừa nhận được thêm một nhiệm vụ mới nữa rồi các bạn. Thì nhiệm vụ của đội Cora lần này đó chính là sẽ đi tiêu diệt con Higgy Wuggy phiên bản Lava ha. Mà công nhận con Higgy Wuggy này các bạn, nó đúng gan luôn á. Ngày hôm trước là đội Cora đã kết hợp với đội cảnh sát cơ động Việt Nam tiêu diệt nó một lần rồi các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay nó đã nâng cấp form lên thành con Higgy Wuggy phiên bản Lava. Cho nên là nó mạnh hơn các bạn, nó mới dám thách thức đội Cora thêm một lần nữa. Ồ con xe của mình nó bị cái gì vậy ta? Hình như nó bị rồ máy hay sao các bạn? Nó bị hư rồi. Hồi nãy đụng mình mấy phát luôn mà. Ngày hôm nay con Higgy Wuggy phiên bản Lava các bạn, nó đã được nâng cấp form lên rồi. Cho nên là nó mạnh hơn hôm trước ha. Nó mới dám thách thức đội Cora thêm một lần nữa. Này thì thách thức đội Cora nè. Thách thức đội Cora thì đội Cora nhận lời thôi. Đội mình đâu ngắn ai đâu các bạn. Bởi vì ngày hôm trước yếu quá nên mới nhờ đội cảnh sát cơ động Việt Nam thôi. Ngày hôm nay mạnh lên rồi. Gì vậy mấy anh trai? Ờ bà chị với anh trai kia. Chạy xe qua đường còn không suy nha anh. Đã như vậy còn. Nhìn em nè, nhìn em không? Nhìn em không? Nhìn em không? Nhìn em không? Các bạn xem nè, chạy qua cầu tiết luôn nha. Hả? Gọi cảnh sát nè hả? Ơ bà chị ơi, em chỉ đùa thôi mà. Bà chị còn gọi cảnh sát hả? Gọi cảnh sát hả? Gọi cảnh sát hả? Các bạn đừng có đùa với lại là quả cầu tiết nha. Tuy là nó không có đam các bạn, nhưng mà chọi chút xíu là xỉu luôn á. Rồi tắt sao đi mấy anh chị cảnh sát ơi, căng quá à. Em chỉ cho một người một chút thôi mà. Mấy anh làm gì căng thẳng dữ vậy? Dám nhờn với mình hả? Mình tặng cho già quả cầu tiết luôn các bạn ơi. Wow, phía bên tay phải của mình, quân đội họ làm gì họ tập hợp đông dữ vậy? Đó các bạn nhìn kìa, quá chừng luôn các bạn. Súng các kiểu kìa. Ui, hơi bị căng nha, hơi bị căng nha. Để mình chạy lại gần cho các bạn xem. Cái gì đây ta? Ờ, nó treo biển như là cấm vào rồi các bạn ơi. Mình thấy đằng kia có con xe tải quân sự kìa. Rồi cái gì đây? Xe container chở gỗ nữa hả? What the hell? Xe container chở gỗ ở đây làm gì? Hơi bị ghê đó các bạn ơi. Để mình chạy một vòng cho các bạn xem nha. Rồi mình thấy quân đội họ đang tập hợp rất là đông luôn các bạn. Phía bên tay phải của mình, ui, hình như là một dàn pháo phòng không các bạn ơi. Để mình sử dụng cái flycam cho các bạn xem nha. Đây các bạn, một dàn pháo phòng không luôn. Wow, cái này mà mình sở hữu chừng một em thôi các bạn. Một chút nữa mình sẽ lấy cái dàn pháo phòng không này, mình đi bắn con Higgy Wuggy Lava ha. Hơi bị đã luôn các bạn ơi. Cái dàn pháo này mạnh lắm. Ồ các bạn coi nè. Ui, nhưng mà làm sao mình lấy được một cái đây ta?
quân đội khá là đông luôn các bạn ơi. Kiểu này là mình phải vào đó mình mượn thôi các bạn, nhưng mà không được. Bây giờ chỉ có mình với lại Cora vàng thôi các bạn ơi. Một chút nữa mình sẽ rủ Cora tím với lại Cora xanh vào đây để mượn nha. Quân đội thì mình quen hết đó các bạn, nhưng mà mình vào đó mình mượn chứ họ không cho đâu, nên mình phải sử dụng biện pháp khác thôi các bạn ơi. Đó thì hiện tại là Cora vàng ở lộn Cora vàng đang đi chung với mình mà. Hiện tại thì Cora xanh, Cora tím đang đi mua xe nha các bạn. Mấy con xe mà có trang bị súng á, để tụi mình đi tiêu diệt con Husky Wagi ha. Nhưng mà mình vừa thay đổi ý định rồi các bạn ơi. Mình sẽ kêu Cora vàng, mình lại nhầm nữa, Cora vàng sau lưng mình mà. Mình sẽ kêu Cora tím, Cora xanh kiếm một con xe nào đó có thể kết nối được cái dàn pháo phòng không đó các bạn. Một con xe nào vừa mạnh nè, vừa có súng nè, mà lại vừa kết hợp được với cái dàn pháo phòng không nữa các bạn. Tụi mình sẽ lấy dàn pháo đó, tụi mình sẽ đi tiêu diệt con Husky Wagi. Ủa hơi bị đã nha. Ngày hôm nay là nâng cấp xe rồi các bạn. Hôm trước thì đi máy bay các kiểu ha, ngày hôm nay chơi xe tải quân sự thôi các bạn ơi. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ vào đây mua xe nha. Cái chỗ này là nó bán xe các bạn, nhưng mà ở phía trước á, thì nó chỉ bán những con xe cỏ thôi, mấy con xe bình dân thôi các bạn. Ở phía sau mới kìa mới là những con xe VIP pro đó. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đằng sau cho các bạn xem nha. Oh hello mấy anh trai, em là người quen, em là người quen. Đây các bạn coi nè, anh trai đang chạy canh nè. Chỉ có người quen các bạn mới vào đây mua được nha, người lạ là không thể nào vào đây mua được đâu. Cái này giống như là chợ đen vậy các bạn, bán toàn là đồ hiếm với đồ cấm không à. Rồi con ra vàng đi theo mình nè, đi theo mình nè. Mình sẽ đi ra ngoài đằng sau mình mua xe nha các bạn. Để mình cắt vũ khí vào đã ha. Mình không muốn vào đó gây thù oán gia đâu, mình hiền lắm các bạn ơi. Các bạn sắp được nhìn thấy một cái cửa hàng bán xe có 102 luôn á. Cửa hàng bán xe này VIP pro lắm các bạn. Đây các bạn nhìn nè, đó đầy đủ xe luôn nha. Rồi, Cora tím với lại Cora xanh đang có xe các bạn. Mình nghĩ là con xe này nó có thể kết nối được với cái dàn pháo phòng không á. Hồi nãy mình mới nhắn tin kêu Cora tím với lại Cora xanh lựa xe rồi các bạn ơi. À đúng rồi các bạn ơi, đây 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 các bạn, nó có cái đầu móc nè. Được đó, rồi mọi người xem xe đi nha. Bây giờ mình sẽ đi một vòng cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn nè, con này là con máy KH truck nè các bạn. Con này cũng mạnh lắm, nhưng mà chỉ có đi là nó đi được 3 người thôi các bạn ơi. Con xe Insurgent này thì hôm trước mình đã đi rồi các bạn. Còn đây là con xe gì đây? Wow, nó cũng đẹp đó các bạn ơi. Hai khẩu súng mà gờ luôn nè. Hình như là con xe này bắn rồi các bạn. Mình thấy là mấy anh trai đang chuẩn bị trang bị thêm giáp dũng các kiểu nè các bạn ơi. Đây các bạn xem nè, gắn giáp nè, kính chống đạn nè, nâng cấp cho người ta đó các bạn. Xe này mình mua xong rồi nha. Mình có nhu cầu muốn nâng cấp các bạn thì mọi người họ sẽ nâng cấp cho mình. Còn đây là con xe đây ta. Con xe này không biết kết nối được hay là không đây. Không được luôn các bạn ơi. Mình thấy con xe này nó ngầu hơn các bạn. Nó có cái tời với sao nè. Phía trên nóc xe có cả một khẩu MG nữa. Nhưng mà có điều là con này không kết nối được với dàn pháo rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Cái đầu đèn nhìn đúng ngầu luôn á. Còn con này là con 6 bánh hả? Con này hơi bị cùi mía nè các bạn. Nó chỉ trang bị một cái khẩu súng MG hạng nhỏ thôi các bạn ơi. Còn này là con xe gì nữa vậy? Trời ơi, con xe này có bắn được hay là không đây? Nhìn nó giống như là xe đồ chơi vậy các bạn. Trời ơi, các bạn coi cái bánh của nó kìa. Gai quá chừng gai luôn các bạn ơi. Mình nhìn giống y chang như là xe đồ chơi vậy ta. Ngồi được hai người không? Ngồi được hai người các bạn. Phía sau đây đi được 4 người luôn các bạn ơi, đi được 4 người nha. Nhưng mà có điều nó hơi nhỏ. Còn con này là con Ram Buggy nè các bạn. Con này thì hôm trước mình đã lấy nó đi phá đảo đường cao tốc rồi ha. Chạy hơi bị đảo rồi các bạn ơi. Còn phía bên đây là mấy anh trai đang coi xe gì đây. À, mấy anh trai này hình như là đang chuẩn bị đi cướp hay sao đó các bạn. Con xe này là chạy hơi bị đã nha. Đây các bạn coi nè. Con này là con Buggy các bạn, nhưng mà Buggy phiên bản thường thôi. Nó có gắn thêm một khẩu MG đây nè. Đa số là xe đây đều gắn súng thôi các bạn. Dành để đi cướp nè, đi làm nhiệm vụ nè các bạn. Là vào đây mua xe nha. Nhưng mà phải quen biết các bạn vào mới được. Chứ lạ lạ là vào đây không được đâu. Ồ, được đó nha, được đó nha. Rồi, có ra tím, có ra xanh, có ra vàng. Chuẩn bị lên xe nè. Bây giờ mình sẽ chạy đến cái chỗ lúc nãy để mình mượn một dàn pháo phòng không nha các bạn. Hy vọng là quân đội họ sẽ cho mình mượn ha. Rồi mọi người, chúng ta xuất phát thôi. Wow các bạn ơi. Con xe này mình nghe cái tiếng động cơ hơi bị đã luôn á. Đó các bạn. Y chang như là xe đua luôn. Ui, đã quá các bạn ơi, đã quá các bạn ơi. Mà hình như con xe này có trang bị thêm một cái khẩu súng nữa các bạn. Đó đó, các bạn thấy cái tăm màu trắng không? Đã quá ta, đã quá ta. Để mình bắn thử cho các bạn. Ôi, ngon lành luôn các bạn ơi, trời ơi. Lỡ trúng anh trai kia rồi, em xin lỗi anh trai nha, em xin lỗi anh trai nha. Không sao, không sao, không sao các bạn ơi. Anh còn chạy được, anh còn chạy được, như vậy là không sao. À, được đó, được đó. Để mình xem thử là con xe này có bao nhiêu chế độ bắn nha các bạn. Chỉ có một chế độ bắn thôi các bạn ơi. Mấy cái này là súng trong người mình mà.
À, như vậy thì nó chỉ có một chế độ bắn thôi các bạn. Mà mình quên độ cho nó. Con này nếu như mà độ lên chắc mình nghĩ nó có thể có thêm hai hoặc ba chế độ bắn thôi các bạn. Kìa kìa các bạn ơi, mấy anh trai quân đội kìa. Rồi, hello mấy anh trai nha. Em đây, Cora đỏ đây. Em đây, Cora đỏ đây. Mấy anh trai có thể cho em mượn một cái khẩu pháo phòng không được không vậy? À các bạn ơi, mình chạy vào được mà, không sao đâu, không sao đâu. Rồi mấy anh trai ơi, cho em mượn một cái khẩu pháo phòng không nha, em có công việc gấp luôn á. À, các bạn, mình cứ từ từ thôi, mình cứ từ từ thôi. Không có sao đâu mấy anh trai ơi, không có sao đâu, không có sao đâu. Ui, mấy anh trai cứ đứng sang một bên đi mà, cho em mượn, không sao đâu, không sao đâu. Ui, trời ơi, có sao vậy mấy anh, có sao vậy, có sao vậy? Rồi xong phim luôn rồi các bạn ơi. Mình lỡ đụng trúng rồi các bạn ơi. Vậy mà ảnh hung dữ quá, mạnh bắn mình luôn kìa. Ơi chạy 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 các bạn, chạy chạy các bạn ơi. Mấy anh trai đừng có bắn em nữa mà, mấy anh trai đừng có bắn em nữa mà. Rồi các bạn ơi, cái dàn pháo này nhìn hơi bị đã luôn á, nhưng mà đội Cobra của mình xuống ngoài trên xe hết rồi, không xuống bắn phụ mình, chán ghê luôn á. Một người đang sao bắn đi, một người đang sao bắn đi. Đội Cobra ơi là đội Cobra. Vậy mà lúc nãy các bạn, anh Solo nói với mình là con xe này có thể chống đạn được. Mà cái kính mới bắn có mấy viên các bạn, bể nó băng cái kính luôn kìa. Cái này là mình phải gọi thêm một người thôi các bạn ơi. Mình sẽ gọi ra Phan Ly nha các bạn. Player, mình quên, mình body guard các bạn ơi. Rồi, cho Phan Ly nha. Phan Ly nha, Phan Ly, Phan Ly nha, Phan Ly. Ra phía sau đi, ra phía sau đi. Ủa? Nào, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Cái dàn pháo này ngoài được mà. Gì kỳ vậy? Trời ơi, chán ghê luôn các bạn ơi. Nào, 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 để mình, để mình, để mình, để mình, để mình. Phan Ly này kỳ quá nha. Đó các bạn, đây các bạn coi nè. Ui, trực thăng đây mình nè, trực thăng nè, trực thăng nè. Đó, quân đội nè. Xảy đã lắm các bạn ơi, xảy đã lắm. Rồi, cô ra vàng đi sang một bên đi. Xong phiên rồi các bạn ơi. Cái này phải có tầm kìa, bắn mới đã các bạn. Không có tầm thì bắn thì bị cùi mí luôn á. Còn Phân Liên nữa. Mình gọi ra đây là chủ yếu lên xe đi chung với mình mà, chứ đâu phải ở đây đứng chơi gì đâu. À, còn dám lên đây bắn đội của tụi mình hả? Đông quá các bạn ơi, quân đội đông quá. Các bạn nhìn phía dưới kìa. Nhìn lôi nhoi chay như là mấy giò luôn các bạn ơi, đông dữ lắm luôn á. Cái này mà mình nhắm mắt các bạn mình bắn cũng trúng nữa. Đây các bạn coi nè, đó đó đó. Ui, nghĩ sao vậy, lên đây còn bắn tay không nữa hả? Nè, lên đây còn đấm tay không với đội của mình nữa hả? Đồ với đội của tụi mình rồi. Rồi các bạn nhìn phía dưới kìa, mình bắn đại luôn các bạn chứ mình không có nhắm đâu nha. Bắn đại luôn các bạn, như vậy cũng trúng nữa. Rồi lấy khổng mà gà là sấy các bạn. Đây các bạn nhìn nè, khổng MG nha. Mấy anh trai quân đội ơi, em chỉ mượn một khẩu pháo thôi mà, mấy anh có đến 6 khẩu lận, mà lúc nãy thì em chỉ lỡ đụng trúng thôi. Mấy anh làm gì căng vậy, bắn mình các kiểu các bạn ơi. Quân đội nè, quân đội nè, đông quá các bạn, đông quá các bạn ơi. Rồi các bạn nhìn phía dưới kìa, mình đã bắn hết một nhóm rồi các bạn. Ở đây thêm một nhóm nữa. À, cảnh sát khu vực nè, cảnh sát khu vực nè. Hồi nãy mình giúp cảnh sát khu vực các bạn mà họ không biết trả ơn mình. Mình đã giúp bắn cướp rồi mà họ còn dám bắn đội của tụi mình nữa. Rồi các bạn nhìn xuống bản đồ minimap kìa, chấm đỏ quá cho luôn các bạn ơi. Chấm đỏ là quân đội đó các bạn. Còn chấm xanh với lại là chấm đỏ mà chấp tắt, đó chính là cảnh sát nha. Nè, quân đội nè, quân đội nè. Lừa đội Cobra của mình mấy lần rồi các bạn. Mình chỉ vào đây mình chỉ muốn mượn đồ thôi mà, cũng không cho mình mượn nữa, không cho mình mượn nữa. Rồi, rủi càng nha, rủi càng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy anh trai quân đội ơi, nhờ với đội của tụi em nè, nhờ với đội của tụi em nè. Ôi, phía bên đây đông quá các bạn ơi. Trời, các bạn nhìn nè, quá chừng luôn á. Mình không lấy các bạn ơi, phía bên đây còn nữa hả? Rồi, quân đội đâu? Mình ly hết quân đội luôn các bạn. Mượn một khẩu pháo phòng không thì cũng không cho nữa, thì mình ly hết một cái đại đội luôn các bạn ơi. Đó, đông lắm các bạn, đông lắm các bạn. Nào, né xa con xe của mình ra. Trời, con xe của ta mới mua đó, đứng gần rồi tính lấy luôn hay sao? Mình không biết là lên 5 người được hay là không nữa các bạn. Ở phía sau kìa, mọi người ơi, ra phía sau đi, ra phía sau đi. Phía sau còn trống mà. Nào, có ra vàng, có ra vàng. Có ra vàng ơi, lên phía sau đi, có ra vàng. Rồi xong phim luôn các bạn. Cô ra vàng không chỉ lên phía sau ngồi bắn. Trời ơi, vậy là tính ra mình vào đây mình mượn cái này cũng như không rồi các bạn ơi. Để mình xóa Phan Liên đi các bạn. Body Gua. Đó, xóa Phan Liên đi.
Mình tưởng nó là phân linh ra thì phân linh sẽ giúp mình, không ngờ phân linh không giúp được gì mình luôn á. Ồ, đây các bạn, bắn được này các bạn, nhưng mà có điều hơi bị cùi mía các bạn ơi. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Rồi mấy anh trai ơi, né sang một bên đi, em không có đồ đâu nha, em không có đồ đâu nha. Bây giờ mình sẽ đi đến chỗ của những con hít ghi lavi, ở lộn, những con hít ghi wugi phiên bản lava để tiêu diệt tụi nó nha các bạn. Nó nhiều quá, nó lộn tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Wow, bắn hơi bị đảo luôn các bạn, bắn hơi bị đảo luôn á. Rồi, né sang một bên đi mấy anh trai, né sang một bên đi. Nhưng bắn hơi bị cùi mía các bạn ơi, để mình thử độ rồi nha. Hình như là con xe này độ được các bạn. Vai còn nè, ồ, mod nè, mát nè. Ồ, khi mà mát thì nó chỉ có chế độ là nó chống đạn thôi các bạn ơi, kính chống đạn thôi. Chứ nó không có thay đổi được cái khẩu súng các bạn. Mình tưởng là nó có thể cho mình thêm 2-3 chế độ bắn chứ. Mà rốt cuộc nó chỉ có như vậy thôi các bạn. Rồi, em tạm biệt mấy nhà cảnh sát nha. Em có công việc gấp lắm, em không có ở đây mà bắn nhau với mấy anh đâu. Để hôm khác đi. Mình sẽ đi nó bọn thành phố sau nha các bạn. Bây giờ mình đi tìm con hít ghi bu ghi đây. Nào, tất cả anh em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại những người bạn cũ nha. Mình đã độ lại cho con xe của mình với lại cái dàn pháo các bạn. Đây các bạn coi nè. Ơ, cái dàn pháo mình nhìn từ xa không được các bạn ơi. Nó chỉ như vậy thôi. Như vậy thì nó hơi bị vướng nha. Hơi khó chịu chút xíu các bạn. Nhưng mà không sao. Mấy em hít ghi lava ơi. Anh đến đây, anh đến đây. Đó, các bạn nhìn xuống bản đồ minimap á, thì các bạn sẽ thấy hình như là... Hả? Không phải là một con các bạn ơi. Mà là 1, 2, 3, 4 con hả? Gì ghê vậy? Mình tưởng nó chỉ có một con thôi chứ. Không ngờ là 4 con các bạn. Không, 5 con luôn các bạn ơi. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Mình nhớ là hít ghi lava là chỉ có một con thôi các bạn. Mà không biết lý do vì sao bây giờ nó trở thành là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con luôn. Rồi xong phim rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay là hơi bị khó chơi đó nha. Hả? Bắn được hả? Súng ở đâu vậy? Ghê vậy các bạn. Hết ghi nó có súng rồi các bạn ơi. Ui, nó chạy hơi bị nhanh luôn các bạn. Ở kia 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 kia. Ui, mấy thanh niên này chết cót à. Đó 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 các bạn ơi. Nó chạy như vậy làm sao mình bắn được nó đây. Xong phim rồi các bạn ơi. Kèm nó hơi bị cắn nha. Ui các bạn ơi. Nó lướt vào mặt mình. Giống như là flash nha các bạn. Chạy bị ghê nha. Được đó, như vậy mới gọi là đối thủ của đội Cora chứ. Này đứng đó đi, đứng đó đi. Ôi các bạn, nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh quá. Này nhanh nè, nhanh, nhanh với mình nè. Nhanh với mình nè, nhanh đến mấy thì mình cũng đụng trúng thôi. Nằm xuống đi. Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Thôi các bạn, mình chỉ cần ngồi trên con xe thôi các bạn ơi, mình bắn như vậy thôi. Tụi nó chạy nhanh quá các bạn. Mình mà xuống là mình không phải đối thủ của tụi nó đâu các bạn ơi. Ồ, các bạn thấy không? Nó chạy hơi bị nhanh luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Sao đứng yên một chỗ vậy? Sao đứng yên một chỗ vậy? Khẩu súng ngoài hành tinh tại sao nó có được hay dữ vậy ta? Đó các bạn. Mấy con hít ghi này. Ghê vậy. Làm sao nó có được khẩu súng này? Ôi, mình nghĩ là có thể là quân đội cấp cho nó đó các bạn. Này nhá. Ý, khẩu MP của mình đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Bắn đi anh em ơi, bắn đi anh em ơi. Bắn đi, bắn đi. Mình nghĩ là mình bắn không lại đâu các bạn ơi. Nó cầm khẩu súng gì mà nhìn lạ dữ vậy ta. Ui, chạy sao trông trúng mình luôn các bạn, té luôn rồi. Ấy, né sang một bên. Rồi, để mình. Ui, để mình lên xe cái đã, chơi kỳ vậy. Chơi em ép mình, không cho mình lên xe luôn các bạn ơi. Vãi chưa, mắc súng rồi các bạn. Chơi mấy con này, căng vậy. Này, bắn mình nè. Ôi, tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Không xong rồi, lên xe. Đó. Nè. Ủa, sao bắn được đây? Ui, nổ luôn rồi. What the hell? Chưa kịp lên xe bắn nữa các bạn. Nổ xe của mình luôn rồi. Gì mà ghê vậy? Trời ơi, Cora tím ơi, anh em Cora ơi, cố lên nha. Hình như là đai hết một hai con rồi các bạn ơi. Đây, các bạn ơi, có một con đai rồi. Này nhá. Hai con đai rồi các bạn ơi. Mình tưởng nó trâu bò lắm chứ. Không ngờ cũng China như ngày nào thôi các bạn. Vậy mà hăng lắm, đời đấu với đội này của mình hả? Ôi các bạn ơi, nó xây mình nhức đầu luôn á. Thôi các bạn. Mình lên kia nha. Nó xây mình nhức đầu luôn các bạn ơi. Ôi cái khẩu pháo của mình. Mình mới mượn thôi, mình chưa kịp dùng nữa các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đứng trên này các bạn, mình sẽ tia xuống nha. Đúng rồi anh em Cora ơi,
Trên đây đi, trên đây đi. Tụi nó không lên đây được đâu. Đó. Wow. Hay nữa rồi các bạn ơi. Không có đủ tầm các bạn, không có đủ tầm các bạn ơi. Mình sẽ cho nó chui xuống thử nha. Đó, như vậy đi các bạn. Có thể như vậy nè, nó sẽ đủ tầm nha. À, cũng không đủ tầm luôn hả? Cái gì mà cùi mía vậy? Hơi bị cùi luôn các bạn ơi. Rồi, qua đây đi, qua đây thì thử đi. Rồi. Té lăn lộn mấy chục vòng luôn các bạn. Mình rớt ra ngoài luôn hay sao rồi? Trời ơi, chán ghê luôn á. Không biết cái bọn này nó có khẩu súng gì mà đã dữ vậy ta? Nè, cho ăn vào quả phóng lựu nè. Đó, đó, đó. Cái gì mà hụt không vậy? Ôi, toàn hụt thôi các bạn ơi, toàn hụt thôi, toàn hụt thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi, trúng không, trúng không? Ôi, cái quả nó cao quá các bạn. Vậy thì mình cho lựu đạn nè. Vậy thì mình cho lựu đạn nè. Đó, đó, ui, nó chạy lên tới đây luôn rồi hả? Đừng có đụng mình mà. Nó mà đụng mình thì khó chịu lắm các bạn ơi. Nó tông mình liên tục luôn á. Còn lại mấy em đây ta? 1, 2, 3 em hả? Ba em cầm ba khẩu súng. Này thì cầm ba khẩu súng nè, mình bắn hết sọt luôn các bạn. Mà không có xi nhê gì nè. Cái gì mà châu bò vậy? Ngồi dậy đi, ngồi dậy đi, ngồi dậy đi, ngồi dậy đi. Không được thì 6 nằm các bạn ơi. 6 nằm sấy nha. Nút bắn nè, nút bắn nè, nút bắn nè. Khôn đó, khôn đó. Nó cũng hay được các bạn. Con này hình như nó nâng cấp form nữa các bạn. Cái trí nhớ của nó cũng hay hơn hồi xưa hay sao các bạn ơi. Nếu biết núp nó bắn luôn kìa. Đây đây các bạn coi này, nó núp nè, nó núp nè. Rồi còn cảnh sát nữa. Cảnh sát nữa. Không ổn rồi các bạn. Hả? Đứa nào bắn mình vậy, đứa nào bắn vậy? Kiểu này nó trâu bò các bạn. Là mình phải sử dụng khẩu súng của ngoài hành tinh thôi các bạn ơi. Nó có súng của ngoài hành tinh thì mình cũng có thôi. Nè, cảnh sát nè. Mình đang đấu nhau với thích ghi mà. Lại ở đây bắn mình làm gì? Không biết giúp mình nữa, còn nó bắn mình. Rồi, thích ghi là thích ghi. Ăn cái gì mà châu bò dữ vậy? Một quả nè, hai quả nè, ba quả nè, bốn quả nè, năm quả, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi nè, 10 quả luôn các bạn. 10 quả với một chỗ, không suy nhê luôn kìa. Ôi. Hết hả? Chơi hết hả? Chơi hết hả? Này nha, đã như vậy rồi, mình phải sử dụng biện pháp cuối các bạn. Nè, đó, được rồi các bạn ơi, té rồi kìa, té rồi kìa. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cảnh sát biến sang chỗ khác, chơi nhìn lên. Được đó các bạn ơi, được đó các bạn ơi. Mình bắn nó té là hiệu quả nha các bạn. Đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi. Chỗ này là chỗ của đội Cora và Hít Ghi đang bắn nhau mà. Cảnh sát vào đây làm gì? Cảnh sát vào đây làm gì? Rối thêm thôi các bạn. Đó. Được đó các bạn ơi. Nè, ngồi dậy nè. Được không, được không? Được không? Hy vọng là đai nha các bạn. Đó. Mà hình như mình bắn từ nãy giờ là một chục phát rồi các bạn ơi. Xuống đây chơi luôn anh em Cora ơi, xuống đây chơi luôn. Khẩu súng này mạnh lắm nha, khẩu súng này mạnh lắm nha. Bắn một phát nữa nè, bắn một phát nè. Không siêu nhê luôn kìa các bạn. Ơi, nào đừng có chen lắng, đừng có chen lắng. Mọi người ai cũng có phần thôi. Đừng có chen lắng. Té rồi nha, té rồi nha. Mấy khẩu súng kia các bạn thì mình bắn không có té. Mình nghĩ là không có ảnh hưởng gì đâu các bạn. Nhưng mà súng này bắn té nè. Ui, nó đùa mình đi kìa, nó đùa mình đi kìa các bạn ơi. Ui, rối quá nha, rối quá nha. Trên đó bắn mình đi, trên đó bắn mình đi. Mình bắn té xuống luôn các bạn ơi. Nào nào nào, đi sang chỗ khác, đi sang chỗ khác. Đi sang chỗ khác, đi sang chỗ khác. Hết ghi vui ghi nè. Nó chạy nhanh quá các bạn. Hơn cả flash nữa chứ. Đâu rồi ta? Hơn cả flash nữa, hơn cả flash nữa. Ngồi dậy đi, ngồi dậy đi. Không đai luôn hả ta? Mình bắn thấm đam mà các bạn. Vui nha. Mình bắn thấm đam mà tại sao nó không đai ta? Khó chịu quá, khó chịu quá. Khó chịu quá nha. Khó chịu quá nha. Bắn thăm đam luôn các bạn. Mà nó không đai kìa. Nó té như vậy là mình nghĩ là nó phải ảnh hưởng chứ. À, đai rồi các bạn ơi, đai rồi, đai rồi. Ôi, một con như vậy các bạn. Mình bắn mình mấy phát, gần 20 phát nó mới đai đó các bạn ơi. Kèo này hơi bị căng nha. Rồi, ở đó mà ổi mình đi. Mình leo được cái tảng đá này nè. Lúc đó thì xong phiên với mình nha. Đây các bạn, chỉ cần mình leo lên đây thôi. Ui, leo lên được luôn hả? Mình tưởng nó lên không được các bạn, nó cũng leo lên được luôn nữa. Chán ghê luôn á. Này thì đùa với mình nè. Khẩu súng này mà nếu như mình không có chế độ vô tầng đạn các bạn thì khó hạ tụi nó lắm các bạn ơi. Đi chỗ khác chơi nhanh lên. Đi chỗ khác chơi. Đi chỗ khác chơi. Ồ, trực thăng nè.
Đi chỗ khác chơi. Thôi các bạn ơi, nó muốn die rồi các bạn, nó muốn die rồi. Bây giờ nó ngồi dậy không nổi luôn kìa. Nó ngồi dậy không nổi nè, nó sụp hộp rồi. Cố lên, cố lên em Cora ơi, cố lên em Cora ơi. Này thì dám thách thức đội của tụi mình hả? Dám thách thức đội của tụi mình hả? Tưởng nó là cháu của bà ngoại Danny, đội của tụi mình không dám bắn hay là sao? Hả? Xỉu rồi các bạn ơi. Cho lên đề nha. Cho lên đề nha. Sao hụt không hay. Nó chạy nhanh đó các bạn ơi. Mỗi lần nó chạy nhanh như vậy á, cái nó ép mình đi không được luôn á. 6 con hit ghi các bạn, 6 con hit ghi, 6 con hit ghi. Rồi. Ở đâu nữa, con kia đâu. Đứng gần quá anh chị, né sang một bên. Né sang một bên nè. Đứng gần quá làm gì. Thôi các bạn ơi, bắn mười mấy phát luôn các bạn. Nè, chạy nè. Giỏi chạy với mình đi. Mình bắn cho không kịp ngồi dậy luôn á. Nè. Ôi, đai rồi các bạn. Chỉ còn là một con cuối cùng thôi. Một con cuối cùng nó đang giỡn với cảnh sát à. Đó. Cảnh sát này yếu quá. Để cho đội Cora của tụi mình làm việc. Cảnh sát còn yếu quá các bạn. Này thì chạy với mình nè. Mình biết được điểm yếu rồi nha. Mình tưởng nó là bắt bại chứ các bạn. Không ngờ vẫn có khẩu súng này chỉ được. Vậy tính ra là có thể là khẩu súng này là mạnh nhất trong Gata 5 đó các bạn ơi. Đó mấy con quái vật nè. Mình dùng mấy cái khẩu bazooka này các bạn, 6 nòng nè. Thậm chí là máy bay hạng nặng nữa các bạn ơi. Bắn rồi thở bom các kiểu các bạn không đai. Nhưng mà khẩu súng này nè sẽ đai nha các bạn. Nó mạnh lắm các bạn. Ui, chạy mất tiêu rồi. Chạy đâu? Ây da. Chạy đâu. Để mình tắt sao nha các bạn. Cảnh sát nó bu lại càng khó chịu á. Đó. Này thì Chạy đâu. Chạy đi đâu. Ngon lành chưa các bạn, Đó. Nhờn với đội của tụi mình nè. Còn ngoài vậy bắn được nữa hả? Ai các bạn ơi, hình như là mình có khẩu súng đó luôn hay sao đó các bạn. Hồi nãy mình lụm rồi các bạn. À, không có các bạn ơi, mình lụm không được hả? Rồi, đội xì quá không bắn nó, còn đứng sau lưng bắn mình nữa. Mình nhớ hình như nãy mình lụm được mà ta. Đây, chưa đai hả? Trâu bò quá đi. Được rồi các bạn ơi, đai rồi. Đó, lụm được rồi. Đây các bạn. Trời. Khẩu súng này bắn cũng được, nhưng mà cái điều là không mạnh bằng cái khẩu súng của mình thôi các bạn ơi. Khẩu súng người ngoài hành tinh của mình là mạnh nhất luôn á. Rồi ok. Thì ngày hôm nay đội Cora của chúng ta đã chấp nhận lời thách thức của mấy con Higgy Woogy phiên bản Lava. Và tụi mình đã tiêu diệt thành công được 6 con nha các bạn. Lúc đầu mình tưởng nó một con thôi chứ. Không ngờ khi lại gần các bạn, tặng 6 con lận. Mà trong đó có 3 con cầm 3 khẩu súng của người ngoài hành tinh các bạn. Bắn với nó là mỏi tay, bắn mệt nghỉ luôn. Còn 3 con còn lại thì hơi bị China nha. Mình không biết là vì sao mà nó lại ra được 6 con ta. Đợt trước chỉ có 1 con thôi các bạn ơi. Lần này không biết làm sao mà tự nhiên nó ra được 6 con luôn á. Hơi bị ghê luôn các bạn. Rồi ok. Thì nhiệm vụ khó đến đâu thì cuối cùng cũng có đội Cora lo rồi các bạn ơi. Đội Cora tiêu diệt sạch luôn 6 con hít ghi vu ghi lava ha. Rồi ok. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình đây thôi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.